Những ngày qua, Tuổi Trẻ Online liên tục nhận được những phản ánh về chi phí lo tang lễ cho người dân mất thông thường và mất vì Covid-19 leo thang quá cao. Ông Nguyễn Tường Quý, 51 tuổi, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nghẹn ngào khi kể lại câu chuyện có 3 người thân mất trong vòng 5 ngày gồm cha mẹ và chị gái ruột. Khi mẹ và chị gái mất, gia đình đã lo chi phí hỏa táng cho mỗi trường hợp khoảng 25 triệu đồng. Đến khi cha ông Quý mất vào ngày 5 tháng 8 thì gia đình đã gần như kiệt quệ, không thể lo được nên đành cầu cứu các tổ chức thiện nguyện. Còn chị Võ Thị Kim, ngụ quận Bình Tân, có bạn là chị Hồ Thị Ngoan vừa mất vì Covid-19 cho biết gia đình chị Ngoan rất khó khăn. Sau khi chị Ngoan mất, cơ sở mai táng báo chi phí lên đến 25 triệu, số tiền này vượt quá khả năng của gia đình. Chị Kim cho biết hiện tại tro cốt chị Ngoan vẫn chưa được nhận và cũng không biết gia đình phải lo số tiền hỏa táng ra sao. Chiều 5 tháng 8, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho người nghèo không may qua đời vì mắc Covid-19. Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ giai đoạn đưa thi thể người bệnh từ bệnh viện đến nơi hỏa táng và đảm bảo hết toàn bộ chi phí cho người này. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện nay 16 lò hỏa táng tại Bình Hưng Hòa do công ty môi trường đô thị phụ trách đang ưu tiên để hỏa táng người mất vì Covid-19. Số ca mất vì nguyên nhân thông thường sẽ được chuyển về khu vực nghĩa trang Đa Phước để hỏa táng, tránh trường hợp xe cứu thương ùn ứ gây hoang mang cho người dân. Hiện tại phía cơ quan chức năng đã phối hợp với các bệnh viện điều tiết xe từ xa. Ngoài ra, một số ca mất thông thường sẽ được chuyển về các cơ sở hỏa táng còn lại trên địa bàn thành phố để hỏa táng.